Hôm nay thì tôi chia sẻ về cái cách nhận biết đất chúng ta là loại đất tốt hay là đất xấu. Nếu mà đất xấu thì tùy theo loại đất, tuy nhiên thì đặc điểm là đất nó sẽ cứng, khả năng mà thoát nước kém. Thứ hai là khi mà tưới nó chỉ thấm trên bề mặt, độ sâu chừng 5 đến 10 cm, nó không thấm sâu. Đất mà nếu mà gọi tốt thì phải là thoát nước tốt và thấm sâu, tối thiểu phải ở độ sâu là 0,5 m, nghĩa là nửa mét thì rễ cây nó mới hút phát triển được. Một cái cách nhận biết nữa là ta khi mà đất khô thì ta sắn một cục đất, sau đó thì bỏ trong cái thau nước. Nếu mà cục đất đó sủi nhiều bọt, càng nhiều bọt thì cái đất chúng ta càng tươi xốp, nó chứa nhiều không khí giúp cho rễ phát triển. Thì ngược lại thì nếu mà đất chúng ta nó không bị thấy hiện tượng sủi bọt, sủi ít thì đất đó nó bị nén chặt, cái vi sinh nó cũng không phát triển được. Cái một đặc điểm nữa là nếu mà đất tốt thì cái hạt đất chúng ta nó rất là xốp, nó rời rạc thành những cái viên nhỏ, mắt nhìn rất là dễ biết, đặc biệt là có cái mùi thơm nhẹ của nấm. Còn đất mà bí, thoát nước kém, xấu thì nó sẽ có mùi hôi thối của cái sắt bã thực vật phân hủy. Đó là một số cái đặc điểm cơ bản để nhận biết là đất xấu hay tốt. Ngoài ra thì còn một số đặc điểm chuyên sâu khác thì cái đó thuộc về cái bộ phận chuyên môn. Thì nói sơ cơ bản để cho mọi người nhận biết là như vậy.